Thưa quý vị, liên quan vụ sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, đến nay, công an huyện Nhà Bè và các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết thủ đoạn làm tiền tại các trung tâm đăng kiểm, trong đó đáng chú ý là trung tâm đăng kiểm 5017D, nơi có vị giám đốc không biết chữ, không đọc được, chỉ mới học lớp 3 từ cách đây 50 năm. Tuy nhiên, qua xác minh ở địa phương, vị giám đốc này không phải chỉ học hết lớp 3 mà là chưa từng đi học. Thông tin từ Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại họp báo chính phủ chiều ngày 3 tháng 1. Ông Hồ Hữu Tài, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D nhà bè thành phố Hồ Chí Minh không biết chữ, không đọc được và mới học lớp 3 cách đây 50 năm. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Hầu hết ai cũng bất ngờ trước thông tin một người không biết chữ, biết đọc, biết viết lại có thể trở thành giám đốc một trung tâm kiểm định. Câu hỏi được đặt ra là liệu sự việc này có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kiểm định của trung tâm cũng như giá trị của giấy kiểm định xe. Đại diện phòng kiểm định xe cơ giới cũng đăng kiểm Việt Nam cho biết, trung tâm 5017D do tư nhân đầu tư. Ông Hồ Hữu Tài là giám đốc nhưng không phải đăng kiểm viên, không phải người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của trung tâm hay ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện. Trung tâm 5017D hiện có một dây chuyền kiểm định loại 2 với 6 đăng kiểm viên gồm Phạm Công Danh, Dương Minh Khánh, Phan Hữu Minh, Lê Tấn Thiện, Nguyễn Trung Tín và Trần Thanh Vinh trong đó ông trần thanh vinh phó giám đốc trung tâm điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới về quá trình làm việc của ông Tài, công an xác định Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1981, ngụ quận 1, lập công ty An Phát rồi xin giấy phép lập trung tâm đăng kiểm 5017D năm 2019. Vợ của Phong là Tào Huyền Thanh, sinh năm 1985, ngụ quận 1, được Phong đưa vào làm thủ quỹ trung tâm đăng kiểm. Phong quen biết chơi thân với Hồ Hữu Tài sinh năm 1971, ngụ huyện Nhà Bè, mà Tài có vay mượn tiền Phong nhưng không có tiền trả. Sau đó Phong đưa Tài về làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D để hùn vốn, góp cổ phần trả nợ dần. Về làm tại đây, Tài đưa Đinh Thành Trung sinh năm 1993, ngụ huyện Nhà Bè là con rể làm nhân viên tại trung tâm đăng kiểm nhưng không có hợp đồng lao động. Đang nói, Tài khai với công an là có đi học, nhưng qua xác minh ở địa phương, Tài lại không có đi học và không biết chữ. Tài có thời gian làm công việc san lấp mặt bằng ở địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Tài và Phong có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên gồm Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tín, Dương Minh Khánh, cùng sinh năm 1995, Phạm Công Danh, sinh năm 1974, Lê Tấn Thiện, sinh năm 1996, bỏ qua các lỗi vi phạm như thắng, đèn để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về công ty. Khi xe và đăng kiểm có lỗi, các đăng kiểm viên sẽ báo cho Trung, sau đó Trung trực tiếp gặp chủ xe nói chuyện, hòng bỏ qua các lỗi vi phạm và nhận tiền. Ngày 19 tháng 12, khi công an ập vào bắt giữ, Trung khai là đã nhận 19,7 triệu đồng từ các chủ xe tới đăng kiểm có lỗi. Số tiền này Trung đưa cho Thanh, vợ của Phong. Sau đó Thanh lấy một nửa và đưa lại Trung, giao cho Trần Thanh Vinh, sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thạnh, là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D. Qua điều tra, Vinh là người chỉ đạo cho phép đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện để nhận tiền, chấm đạt và ký xác nhận đăng kiểm. Khi nhận được tiền, Vinh chia cho chung từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày. Số tiền còn lại, Vinh chia đều cho Minh, Tín, Khánh, Danh, Thiện. Công an đã khởi tố Phong, Tài và Tám bị can khác về tội nhận hối lộ và tội môi giới nhận hối lộ. Riêng vợ của Phong là Thanh được cho tại ngoại, chờ điều tra xử lý theo quy định. Liên quan vụ án này, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định.